ngày hôm nay là theo các policy mới của ông joe biden đưa ra những gì ông đưa ra trong lúc này có thể giúp đỡ rất là nhiều người đây là những người mà sống trên hoa kỳ hiện tại trong lúc này đó là có thể trở thành là người quốc tịch của trên hoa kỳ những cái người nào sống trên Hoa Kỳ ít nhất là 10 năm trời. Trong cái policy mới của ông Joe Biden đưa ra nếu mà người nào mà di cư vô trong Hoa Kỳ mà sống mà 10 năm rồi. Và những cái người đó hiện tại thì có thể là xin apply vô trong những cái chương trình này. Những người này đó là làm ở trên hoa kỳ không có cần rời khỏi hoa kỳ đó là những người này lo ngại hồi lúc trước là có thể bị chia rẽ ra gia đình như mà ngày hôm nay ông châu bai ổng đưa ra một cái luật mới đó là cho những người này có thể xin giấy tờ đàng hoàng có thể xanh để mà sống trên hoa kỳ theo của cái policy si mới của ông Châu Vi đưa ra làm cách như vậy để cho những hộ gia đình họ có thể sống chung với nhau không có sợ là bị đuổi trở về ở bên nước bên kia. Tại vì có nhiều người sống trên Hoa Kỳ ở đây rất là nhiều năm rồi, giống như gần 10 năm trở lên, nhưng mà họ rất là lo, lo là bị đuổi trở về đất nước bên kia đó là một trong những cái mà của ông joe biden đưa ra đó là cho họ có thể xin giấy tờ để mà sống trên hoa kỳ còn đây là cái thứ nhì à, đây là những cái người mà trẻ mà hồi lúc trước được đưa tới hoa kỳ tới ngày hôm nay họ trở thành lớn lên trên hoa kỳ về những người này thì cái policy mới, cái lực mới của ông Joe Biden đưa ra giúp đỡ cho họ có thể xin giấy tờ có công an việc làm trên Hoa Kỳ hẳn hồi. Và họ có thể đi học đâu ra đó để có công an việc làm đâu ra đó. Đây là một trong những cái rất là quan trọng của trong cái mùa tranh cử tổng thống năm nay đó là về cái chuyện mà những người di cư ông joe biden liên tục tấn công ông trump về cái chuyện những người di cư ông trump đưa ra cứ đổi thừa ông joe biden là biên giới của hoa kỳ số người vô quá đông cũng là tại vì ông joe biden rồi ông dùng đủ cách hết để tấn công, nhưng mà tới ngày hôm nay đây là một cái policy mới, cái luật mới của ông Châu Bàn đang đưa ra thì nó thay đổi hoàn toàn đó. Đó là của đài ABC báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngầm này. Đây là gần 8.000 người nằm ở một cái town thành phố ở bên New Mexico. Đây là tiểu bang New Mexico đó. Hiện tại là chỗ này chính phủ kêu người ta phải rời khỏi tại vì bây giờ trái rừng đang bùng phát. Trong vòng một ngày thôi, cái đám cháy chỗ này đáng lẽ nhỏ, bây giờ nó tăng lên, nó cháy cấp 300%, cho nên chính phủ kêu người ta phải rời khỏi ở đây đó là trái lên 5.000 mẫu đất rồi. Và không có kiểm soát gì được hết trơn đó ở ngay tiểu bang này. Hiện tại cái đám trái này đó là cái đám trái mà đứng ra tính là cái đám trái lớn đứng thứ nhì ở trên Hoa Kỳ trong lúc này. xung quanh ở đây nó gặp rất là khó khăn là tại vì ở đây là rừng rồi nó khô rang cho nên khi mà lửa nó tới là sẽ cháy đây rất là khó khăn cho chữ lửa để làm sao mà giúp đỡ chặn lợi về cái lửa này còn thêm nữa nằm về hướng tây ở california có rất là nhiều người chữa lửa đang cố gắng để chặn lại cái kêu là cái đám cháy Coast Fire. Từ ở trên không chữa lửa thì dùng máy bay thả đồ xuống. Cả luôn dưới đất thì chữa lửa kêu bằng ừ, xịt nước túa rồi xua hết, đụng chỗ nào xịt chỗ đó để cho nó dập tắt nhưng mà nó cũng không có khá cho lắm. Tính ra tới ngay bây giờ đó, là cái đám cháy ở bên California lên tới 15.000 mẫu đất rồi. Đó là chỉ có trong vòng 2 ngày thôi lúc mà bắt đầu cháy tới bây giờ. Ngay bây giờ đó là cái gió mà chữ lửa phải đối mặt có phải không thì người xếp chỗ này nói đúng rồi. Hiện tại thì cái nhiệt độ rồi cái tình trạng gió nữa Theo người xếp, coi chữ lửa chỗ này nói cho biết là một cái gió thổi mạnh, thổi mạnh lên tới 60 mao một giờ, thì nó làm lửa trái càng lớn. Xung quanh đây nó khô rang, cho nên khi mà gió thổi mạnh vô gặp lửa, thì không khác nào là nó thổi lửa trái thêm thôi. Làm cho lửa trái như vậy nhiều không có thể nào mà dập tắt được. Và ở đây là nhiệt độ thấp nữa cho nên nó càng nóng thêm thì nó càng cháy nhiều khi gặp lửa. Ở California, hơn 10 cái đám cháy khác nhau. Ở ngay Palm Springs hôm qua thì cũng bị cháy. một trong những cái đường đi trail, cái đường đi bộ thì đã đóng cửa tại vì chỗ đó nó bị cháy. Còn nằm về hướng Bắc ở Cali, ở ngay Sonoma thì nhiều người sống chỗ này bị kêu phải rời khỏi. Đó là cái chỗ, cái đám cháy tên Poi Fire, cháy vào bữa ở Chủ nhật vừa qua. đây là cái người chuyên môn coi của scientists ở bên đây coi về ở bên california nhìn thấy là nhiệt độ đó nói cho biết là năm nay có lẽ là nhiều chỗ bị cháy hơn nữa theo thường năm đây là một cái tốt là nó cháy cách xa một chút xíu nhưng mà cái nhiệt độ trong lúc này trở thành là nó càng ngày nó càng nóng, nó càng tồi tệ hơn. Cho nên cái đám cháy này nó càng ngày nó càng mạnh hơn nữa. Và nó sẽ cháy nhiều chỗ tại vì nó khô rang cho nên bắt đầu nó cháy hoài. Ok, đó là của đài ABC báo cho biết nha, nhiều chỗ cháy bên Cali lắm. À, họ báo giống như tùy theo thành phố nào, thành phố nào đó anh chị em sống chỗ nào thì tự tính chỗ đó yeah, tại vì nó trái tú lui xua chân đó còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay về cái nguy hiểm của trời nóng có nghĩa là mùa hè đã tới rất là sớm cho những học sinh đó là những học sinh nằm về hướng đông bắc À, không biết làm sao nữa cái trường học chỗ này nó không có ac ở đây thì nếu mà cho học sinh đi học ở trong này quá à trễ thì đây không có công bằng cho học sinh cả luôn không công bằng cho những người mà làm trong trường học chỗ này ở new york giống như ở ngay thành phố rochester và syracuse họ đưa ra là những học sinh ở đây chỉ cần đi học nửa ngày trong lúc này theo bà thống đốc nói những gì mà của trường học đưa ra chúng tôi đây ủng hộ rất là nhiều đó là làm sao để cho giúp đỡ những học sinh tại vì có nhiều trường học ở bên đây là lớp học không có máy lạnh cho nên trời nóng như vậy thì nó ảnh hưởng với học sinh rất là nhiều đây có nghĩa là đối với những trẻ em là cái thời gian nó đi học ở trong trường sẽ không có nhiều có nhiều cha mẹ thì đang rất là lo chúng tôi đây thay đổi hoàn toàn về cái thời quá biểu đó là phải kiếm có người là chuyên môn ở nhà để coi mấy đứa nhỏ. Bây giờ thì như vậy chịu thôi, nằm trong tình trạng cũng khó khăn đó. Bây giờ mấy đứa nhỏ không đi học nhiều trong trường thì nó phải về nhà mà dứ 16 tuổi hoặc là 14 tuổi tùy theo tiểu quan. Đó là phải có người ở nhà canh mấy đứa nhỏ. Về cái chuyện mà trời nóng phá kỷ lục như vậy, đó là tại vì tai đổi khí hậu trên toàn cầu. To the Theo của năm 2021 mà họ đưa ra cái chương trình mà nghiên cứu nói cho biết. Đó là có gần 14.000 trường học ở trên Hoa Kỳ. Họ sẽ hả, cần những cái máy lạnh đó tại vì những cái trường đó ở lúc trước là không có. Cho tới năm 2025 sắp tới đây là họ bắt buộc là phải gắn máy lạnh vô ở trong trường. Đó là gắn cần thiết hay là phải gắn cho kịp? Đó có nghĩa là tốn kém về tiền bạc khoảng chừng 40 tỷ đô la. Đây là ông Richard White, là một trong những người báo cáo cho biết về cái tình trạng nóng của sắp tới đây trên toàn cầu và cả luôn trên Hoa Kỳ trong trường học nữa. Đây không có phải là nóng ở bên ngoài không, nhưng mà còn thêm tốn kém nhiều tiền tốn kém nhiều tiền đó là cho những cái system cho những cái máy ấy mà AC hiện tại và cả luôn tương lai làm sao cho nó là nó chạy tốt tiếp tục Đây có nhiều trường học trên Hoa Kỳ sẽ gặp tốn kém rất là nhiều. Đó là nhiều trường học trên Hoa Kỳ lúc mà xây lên, đó là trước khi về cái chuyện mà thay đổi khí hậu trên toàn cầu thì họ đâu có vụ mà có máy lạnh ở những trường học về hướng Đông Bắc đâu. Thì tới ngay bây giờ là thay đổi hoàn toàn rất là nóng, cho nên phải cần có máy lạnh trong những trường này. Đó là của đài CBS báo cho chúng ta biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Hiện tại trong lúc này ở Washington họ đang xem xét về cái chuyện mà của Putin gặp Kim Jong Un. Đây, tới ngày hôm nay nhìn thấy đó là hai cái nước mà từ trước tới giờ không có gặp nhau nhiều cho lắm. Ngay bây giờ họ đang gặp nhau. Và họ đang sắp sửa hợp tác chung với nhau nữa. Tính ra đây là lần thứ nhì Kim Jong-un gặp Putin trong vòng 9 tháng rồi thì đây là lần thứ nhì. Hồi lần rồi Kim Jong Un tới bên Putin để gặp mặt Putin. Chuyện này xảy ra hồi tháng 9 năm rồi Kim Jong Un tới cái chỗ mà missile đủ ở chân của Putin. Hai cái nước này đó từ trước tới giờ thì họ không có để ý tới những cái nước nằm về hướng Tây, nhưng mà tới ngày hôm nay thì họ đang nhập chung lại với nhau. Một bên là bên nào cũng có một cái cách mà để mà à, có lợi như thế nào sắp tới. Giống như của bên Kim Trung Un thì muốn héo, muốn nước Nga giúp đỡ để bắn quả tiễn ra ngoài không gian. Còn ở bên nước nga thì lại muốn cái khác giống như liên tiếp đó là kim jong un dùng đủ cách để bắn quả tiễn ra ngoài không gian nhưng mà thất bại rất là nhiều tới ngày hôm nay thì, thì bên putin tới ấy cần vũ khí của kim jong un giống như putin trong lúc này cần những vũ khí mà của kim jong un giữ ở bên đó từ lâu để dành Bây giờ Putin cần cho vũ khí này cho chiến tranh của bên Ukraine. Tính ra ngày hôm nay là à, chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga đã hơn 2 năm ngoài rồi. Rồi lúc 2018 thì lúc đó là Kim Jong-un cũng tới gặp ông Trump rồi sau khi đó là đủ hết đó là mọi người cũng thấy 2019 nữa lúc đó gặp ông Trump rồi thì kết cuộc thì nó cũng không đi về đâu cho tới ngày hôm nay trở thành như vậy đây là của đài ABC báo cho chúng ta biết tình ngày hôm nay còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay vào buổi sáng ngày hôm nay, ông Joe Biden đưa ra hai cái luật mới về cho những người di cư vô trong Hoa Kỳ. Một, đó là muốn bảo vệ cho rất là nhiều người, người cha, mẹ hoặc là vợ, chồng, con cái của những người đang sống trên Hoa Kỳ. Đó là bảo vệ cho những người đó khỏi có bị trục sức khỏi Hoa Kỳ và cái thứ nhì đó là cũng giúp đỡ cho một số những người di cư và giúp đỡ cho một số những cái nhóm kêu bằng dreamer là có con nhỏ đưa tới Hoa Kỳ từ lúc trước đó để cho họ có giấy tờ ở trên Hoa Kỳ theo được biết của cái nguồn tin của chính phủ đưa ra đây là một trong những cái cái đầu tiên đưa ra đó là đối với những cái người mà của người Mỹ uh, những người di cư đó mà cưới những người sống ở trên Hoa Kỳ và những người đó phải sống trên Hoa Kỳ hơn 10 năm. Và lúc đó thì những người đó có thể đi xin giấy tờ để định cư trên Hoa Kỳ. Không có cần phải rời khỏi đất nước của Hoa Kỳ rồi xin. Và tất cả những người đó và trẻ em cũng được bảo vệ. Mục tiêu đó là cái luật lệ mới của ông Joe Biden đưa ra. Đó làm sao mà để cho những cái hộ gia đình này gia đình họ vẫn còn chung với nhau giống như một cái người mà không có um, quốc tịch của hoa kỳ mà đám cưới với cái người mà có quốc tịch của hoa kỳ thì có thể là ở lại trên hoa kỳ để xin giấy tờ Và cũng có nhiều người sống giống như 10 năm rồi đó thì cũng có quyền sinh in mà giấy tờ ở trên Hoa Kỳ. Còn thêm một cái lực mới nữa đó là giúp đỡ cho những người trẻ mà tới Hoa Kỳ rồi thì có thể xin giấy tờ để mà sống trên Hoa Kỳ. giống như cái thứ nhất những người trẻ đó là phải ở trên Hoa Kỳ phải có giấy tờ là đi học cái lớp nào cao và cả luôn là giới tỷ người đó mà có công an việc làm mà cũng cùng trong cái bằng mà của họ học đó vậy thì mới được sinh ở lại trên Hoa Kỳ. Ông Joe Biden cũng bị chỉ trách rất là nhiều đối với những cái nhóm mà chuyên môn coi giúp đỡ cho những người di cư, những gì mà ông đưa ra hồi tháng rồi. Giống như chặn lại về cái chuyện mà không có cho ở ngay biên giới của Hoa Kỳ mà xin vô trong định cư nhiều. Tại sao mà những gì mà ông Joe Biden đưa ra ngày hôm nay đó rất là cần thiết? À, đây có lẽ là chính quyền của ông Châu Bay muốn đưa ra nói rõ ràng cho những người di cư vô trong Hoa Kỳ biết đó là Hoa Kỳ có luật lệ hay là đâu ra đó về những người di cư ư ừ, rõ ràng như mà nhưng mà cũng đưa ra cái chương trình để cho những người di cư có thể đi vô trong hoa kỳ đâu ra đó còn đối với những người di cư mà vô trong hoa kỳ đã từ lâu mà chưa có được hợp pháp thì cũng được hợp pháp đây là theo của những nhà chuyên môn nói là những gì mà của ông joe biden đưa ra ngày hôm nay thì có một cái thay đổi cũng lớn của về mà tranh cử sắp tới đây đó là của đài abc báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay đây là của đài abc news báo cho biết vào buổi sáng ngày hôm nay hơn chín chục triệu người trên Hoa Kỳ nằm trong tình trạng nóng. nằm về hướng Great Lakes và hướng Đông Bắc. Có lẽ là nhìn thấy trời nóng ba chục năm rồi chưa có nóng như vậy. Còn nằm ở Cincinnati, chỗ đó đã nóng rồi nóng lên tới 104 độ. Ở New York City, bà thống đốc đưa ra vệ binh quốc gia để giúp đỡ, rồi có một số trường học, họ cũng cho học sinh đi học về sớm. Trời tự nhiên nó biến thành nóng như vậy, làm cho mấy đứa nhỏ rất là khó chịu về mà đi học trong trường. ở New York City họ mở ra là 500 cái chỗ cooling center cho ai muốn được mát thì vô trong đó. À, theo ông thị trưởng nói cho biết đây là mới có bắt đầu của vào mùa hè thôi. Mùa hè nó sẽ có lẽ là càng ngày càng nóng thêm nữa ở sắp tới đây. Cho nên đây là mới có bắt đầu thôi, vài bữa nữa nó nóng nữa. Rồi cộng thêm đó là bão xảy ra bên Pennsylvania làm cho cây gãy rồi cúp điện rất là nhiều người. Có lẽ là Pittsburgh sắp tới đây cũng trở thành là trời nóng liên tiếp trong năm ngày ở bên Maryland, người ta ở trong condo, nóng chịu không nổi. Tại vì AC, thì máy lạnh không có chạy được. Còn ở bên California, ở San Vida, những người dân sống chỗ đó thì chính phủ kêu tất cả phải ở trong nhà. Tại vì khói nó bay xuống quá nhiều ở đây. Còn ở Simone County, chỗ đó thì chính phủ kêu người ta phải rời khỏi gần cả trăm người trở lên. Ít nhất là có hai nhà đã bị cháy ngay đó. Còn nằm ở bên tiểu bang New Mexico. Có khoảng chừng 7.000 người đã kêu phải rời khỏi. Đó là lửa cháy gần Rio đây là kêu bằng cái đôn à, trời nóng đó tự trên nó ập xuống nó trở thành vậy đó là của đài abc báo cho chúng ta biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay hầu on let's go for this đây là của à, ông Châu Bay đứng phát biểu nhà đợi chút xíu để đi connect vô họ báo cho biết là ông ông có video rồi. Hold on, we'll fast. ok here we go đây là của đài abc báo cho chúng ta biết đây cái second act, ác cái ác thứ nhì mà tôi đưa ra cái luật của ngày hôm nay nói cho mọi người biết giống như hồi lúc trước ba tôi nói là gia đình phải chung với nhau ba tôi nói joey kêu tôi là gia đình đó là bắt đầu và ngay giữa rồi sau khi đó tới cuối mục tiêu đó làm sao để cho những cái cặp mà họ đám cưới với nhau thì có thể sống chung với nhau giống như một người thì có giấy tờ có citizenship có quốc tịch ở trên hoa kỳ còn một người đó là không có giấy tờ ở trên hoa kỳ và họ nếu mà sống trên Hoa Kỳ khoảng chừng 10 năm trở lên. Những cái cặp tình nhân như vậy, họ đã sống chung với nhau và tạo dựng một gia đình. Họ đã cho con họ đi học, đi nhà thờ đủ hết và họ cũng là cái người mà trả tiền thế nữa. Họ là đóng góp vô đất nước của chúng ta. Và nếu mà họ mà làm trên Hoa Kỳ mà 10 năm trở lên rồi. Và đa số những cái người mà di cư vô trong Hoa Kỳ ở như vậy một cặp ở chung đó là ít nhất cũng 23 năm. Tất cả những người đó đều có bị ảnh hưởng hết hoàn toàn. Và họ sống trên Hoa Kỳ tất cả thời gian từ trước tới giờ. Và họ lo ngại là có thể bị trục thức, trục sức ra khỏi Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi có thể sửa những chuyện đó hoàn toàn. Ngày hôm nay là cái ngày sửa cái chương trình lợi. Đây là ông Joe Biden phát biểu ngày hôm nay báo cho biết về thì những cái luật mới ổng đưa ra. Sau khi ổng đứng phát biểu một chút thì người ta đứng dậy biểu tình. Đây là biểu tình, đây là biểu tình vỗ tay đó. Là quá trời đông luôn, đứng dậy thì vỗ tay. Đây là cái điểm đó không có thay đổi bất cứ cái gì về cái lực lệ của những người sinh vô trong Hoa Kỳ định cư. Đây là những người chúng tôi nói đó là những người đang sống trên Hoa Kỳ. Giống như hồi lúc trước có thể làm cho một gia đình chia rẽ ra làm hai. giống như cái lực lệ mà đang có hiện tại trong lúc này đó là những cái người mà cho dù đám cưới với người có quốc tịch trên hoa kỳ chưa nữa cũng phải cần trở về đất nước của họ giống như ở bên mỹ đó là một trong những giới tỷ đó là phải cần làm giấy tờ rồi phải đợi rất là lâu ở bên đất nước bên kia Họ phải để gia đình của họ lại trên Hoa Kỳ và họ phải đi về bên kia. Và cũng không có biết chắc là họ có được trở lại trên Hoa Kỳ hay không. Cho nên trong lúc này, cái chương trình này đưa ra đó là họ có thể sống trên Hoa Kỳ. Họ không có cần sống trong bóng tối, không có cần sống trong cái chuyện sợ hãi sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi trở về và họ cũng không có cần sợ sợ là họ sẽ không có cơ hội là làm rõ ràng trên hoa kỳ tất cả những cái này đó là họ có thể ý mà xin để mà sống trên hoa kỳ trong lúc có lực lợi này Cho nên ngày hôm nay tôi đưa ra thay đổi một chút xíu, yếu cái lực. Đó là làm cho nó đúng theo vậy thôi. Còn đối với những cái người mà tới mà dream life, mà sinh, mà sống định cư trên Hoa Kỳ tới hồi trẻ đó, giống như có nhiều người Họ tới đây rồi họ sống một thời gian rất là dài. Còn đối với những cái hộ gia đình mà có vợ hoặc chồng hoặc con cái sống ở trong Hoa Kỳ đã rất là lâu rồi. Và không có giấy tờ. Bây giờ cái lực này tôi đưa ra đó là giúp đỡ cho họ, họ có thể xin giấy tờ đó là có thể xin giấy tờ hợp pháp đàng hoàng để sống trên Hoa Kỳ, làm cho họ có giấy tờ để đi làm và sống chung với gia đình của họ, sống chung với gia đình trên đất nước Hoa Kỳ. Đây để tôi nói rõ ràng. Đó là cho tất cả những cái người mà sinh vô trong định cư trên Hoa Kỳ mà đang sống ở trên Hoa Kỳ mà không có giấy tờ thì có thể xin để định cư. Đó là chính phủ Hoa Kỳ sẽ chắc luôn background coi về lý lịch của họ như thế nào ở trên Hoa Kỳ có tốt hay không. Đây là những cái gì mà đưa ra trong lúc này đó là không có tính những cái người mà muốn mà tới sống trên hoa kỳ của ngày hôm nay thì không có được xin giấy tờ này cái cách mà tôi đưa ra như vậy là cho những người mà cũ mà đang sống trên hoa kỳ làm như vậy thì họ sẽ không bị gia đình họ chia đôi họ không có cần sống trong sợ hãi từ lâu đó là có thể bị đuổi khỏi hoa kỳ đây tôi muốn tất cả những cái người mà có giấy tờ mà sống trên Hoa Kỳ đã từ lâu rồi thì nên có giấy tờ đâu ra đó đó để đúng theo luật lệ của Hoa Kỳ. Look, những cái gì mà tôi báo cho biết ngày hôm nay thì có hiệu lực vào cái chừng nửa của mùa hè năm nay thì có hiệu lực có nghĩa là tháng 7 và tháng 8 đây những gì mà tôi đưa ra ngày hôm nay về cái chương trình của những người trẻ của trên Hoa Kỳ đã tới Hoa Kỳ Dreamer cái nhóm mà tới lúc trước thì những gì tôi đưa ra đó là được sự ủng hộ của tất cả những người dân trên Hoa Kỳ. Không cần biết là của bên kia họ nói như cái gì của bên anh đảng bên kia họ nói. Nhưng mà đây là một cái mà tốt nhất cho những người dân trong lúc này. Đó là của đài ABC báo cho chúng ta biết. Tới đây thì Andy xin tạm ngừng. Chúc tất cả anh chị em có một ngày vui vẻ và mạnh khỏe. Gặp sao hết. Take care everyone. Bye bye all.